Chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Phú Đức đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Bạn có sở trường là toán học và tôi nghe nói bạn có cách học toán hay lắm. Một trong những cách học toán của em là giúp mẹ làm vườn. Sau nhà em có một cái vườn rất là to và với một cái diện tích như vậy thì em sẽ tính toán là mình sẽ chia luống như thế nào và mình sẽ gieo cây với những khoảng cách như thế nào để sao cho là cái năng suất của nhà sẽ cao nhất, đồng thời tiết kiệm được cái chi phí mua rau củ của nhà. Đấy là một cách học toán rất hay, tuy nhiên nó chỉ áp dụng cho nhà có điều kiện thôi. Ngoài toán ra thì Phú Đức còn thích thơ nữa. Và em xin gửi tới quý vị khán giả và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay bài Đây thôn vị già của Hà Mạc Tử. Em sẽ đọc khổ đầu. Sao anh... Sao anh lại bật nhạc như thế hả? Sao anh không về chơi thôn vị? Nhìn nặng hang cau nặng mới lên. Vườn ái mượt quả xanh như ngọc. Lạ trúc che ngang mặt chữ điền. Dạ, vâng. Chúc Phú Đức thành công với 6 câu hỏi đầu tiên. Câu kiểu màu tham hễ thấy hơi đồng thì mê cho thấy sức cám dỗ của thế lực gì trong xã hội phong kiến? Đồng tiền. Chính xác. Năm 1949, nhà thiên văn học người Anh Fred Hoyle đã lần đầu tiên nhắc tới khái niệm nào mà sau này đã trở thành tên gọi của lý thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất về nguồn gốc ra đời của vũ trụ? Thế Big Bang. Hay vụ nổ lớn? What is the last month of the second quarter of a calendar year? June! Đúng là như vậy. Biểu tượng nào của xứ Huế được nhắc đến qua những câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng? Dạ thưa xứ Huế bây giờ vẫn còn bên bờ sông Hương. Bỏ qua. Đáp án là núi Ngựa. Lãnh thổ Cộng hòa Nam Phi nằm hoàn toàn ở bán cầu nào? Nam! Chính xác. Trong các anten vệ tinh Parabol, tín hiệu sau khi gặp Parabol bị hắt lại và hội tụ về của Parabol? Tiểu điểm. 10 điểm nữa. Và như vậy là Phú Đức đã khởi động xong và bạn đang có 50 điểm ở phần thi khởi động của riêng mình. Và 4 thí sinh sẽ cùng tham gia một phần thi khởi động với 12 câu hỏi bằng cách bấm chuông nhanh và trả lời thật nhanh và chính xác. Hãy cùng xem ai là người có lợi thế về tốc độ cũng như sự chính xác ở phần thi này. Một tam giác có thể có tối đa bao nhiêu đường tròn nội tiếp? Xin mời đại thắng. Một ạ. Chính xác. Là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong sinh lanh. Phú Đức. Động cơ đục trong. 10 điểm. Trong các aren sau, đâu là chất rắn ở điều kiện thường? Naphthalene, benzen, toluen, styren. Mời Chí Kiên. Naphthalene. Naphthalene ạ. Hãy thêm từ còn thiếu trong đoạn thơ sau. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non yên dù chẳng tới miền nhớ chàng. Phú Đức. Đăng Đạc. Thăm thẳm. Which animal comes right after the snake in the Vietnamese zodiac? Mời Chí Kiên. Ngọ, con ngựa. Hawk. Chen Vang là bí danh hoạt động năm 1923 của lãnh tụ nào? Hải Long. Hồ Chí Minh. Hay Bác Hồ, đúng vậy. Vỏ trái đất và phần trên cùng của lớp manti được gọi là? Hải Long. Thạch Quyến. 10 điểm nữa cho Hải Long. Là giống có đặc tính di truyền thống nhất và ổn định các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước? Phú Đức. Giống thông dung. Chính xác. Trong hầu hết các phần mềm trên hệ điều hành Windows, ta có thể mở cửa sổ trợ giúp bằng cách nhấn phím chức năng nào? Phú Đức. Function. F1 ạ. Xe 10 pháo 7 ngựa 3 là cách nói ước lượng giá trị của các quân trong môn thể thao nào? Đại thắng. Cờ tướng ạ. Chính xác. Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người lái xe không được cho chạy ở làn dừng xe và phần lề đường. Phú Đức. Bên trái. Khẩn cấp ạ. Chương trình nào đã giành chiến thắng ở hạng mục chương trình giải trí ấn tượng tại VTV Award 2023? Đại thắng. Rất biệt ạ. Đẹp đạp giò dễ sóng. Đúng rồi. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua những câu hỏi trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem số điểm mà họ đang có là như thế nào. Đang có 25 điểm là Chí Kiên, 35 là điểm số của Đại Thắng, 55 là số điểm Phú Đức đang có, và dẫn đầu với 80 điểm là Hải Long. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật.
Các bạn thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra ẩn số của chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 7 chữ cái. Bốn từ ngang gợi ý cho các bạn đã rõ và người đầu tiên lựa chọn một từ ngang đó chính là Đại Thắng. Xin mời Đại Thắng. Em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 2 chữ cái với câu hỏi như sau. Trên bàn cờ vua ở vị trí ban đầu, quân nào nằm giữa xe và tượng? Mã là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Chí Kiên. Em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 4 chữ cái. Thông thường các thành phần tạo nên một văn bản trên máy tính theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là từ, câu, dòng, đoạn, trang. Rất vui, chúng tôi đã nhận được một tiếng chuông. Xin mời Phú Đức. Câu trả lời của em là mật khẩu. Chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ tay rải rác của các quý vị khán giả. Phú Đức có vẻ như rất chắc chắn với câu trả lời của mình. Bạn dựa vào những dữ kiện gì ạ? Em thưa anh chị, mật khẩu là một loại mã dùng để thử tính bảo mật của người dùng. Đồng thời hẳn được cấu tạo từ rất nhiều những ký tự khác nhau, bao gồm chữ, số và các ký tự khác. Và em nghĩ mật khẩu cũng là một cái đáp án hợp lý. Và nếu như sai thì em sẽ cố gắng tốt hơn ở phần thi sau. Góc hình ảnh thì có liên quan gì với câu trả lời bạn vừa đưa ra không ạ? Em nghĩ là một loài mật khẩu sinh học. Chắc là họ là một cái mật khẩu nào đó. Có vẻ như quý vị khán giả không đồng tình với bạn lắm hay sao ấy. Mà khi bạn đưa ra câu trả lời của mình, không thấy ai vỗ tay. Bây giờ thì tất cả cùng vỗ đi ạ. Chúc mừng Phú Đức, bạn đã tạm vươn lên dẫn đầu với câu trả lời xuất sắc vừa rồi. Đúng như Phú Đức suy luận thì chúng tôi đang muốn nhắc tới mật khẩu, password. Đây là một chuỗi ký tự bí mật và chắc là không còn xa lạ với tất cả chúng ta. Muốn đăng nhập vào tài khoản hay là muốn sử dụng những dịch vụ, những ứng dụng trực tuyến thì chúng ta cần mật khẩu để có thể xác định danh tính người sử dụng. Và tôi có một câu hỏi dành cho cả 4 bạn thí sinh. Đố các bạn biết đâu là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới vào năm 2023? Các bạn thử đoán đi. Tôi chắc chắn là các bạn đã một lần nào đó sử dụng cái mật khẩu này rồi. Từ 1 đến 8. Từ 1 đến 8 ạ, gần đúng đấy ạ. Lùi đi một tí. Từ 1 đến 6 ạ. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ạ. Là mật khẩu phổ biến nhất trong năm 2023. Vâng, và Phú Đức thân mến, mật khẩu vào Facebook của bạn là gì? Em có muốn tiết lộ đấy ạ. Vì có thể sẽ có một số người đặc biệt sẽ theo dõi chương trình này. Và em không muốn tiết lộ. Và các chuyên gia cũng đề xuất người dùng hãy sử dụng một mật khẩu có tối thiểu là 8 ký tự. Và tốt nhất là từ 11 ký tự trở lên. Trong đó thì không dùng những cụm mã dễ đoán để có thể an toàn hơn trên không gian mạng. Và một lần nữa chúc mừng Phú Đức. Còn giờ là lúc chúng ta cùng xem các bạn thí sinh đang sở hữu bao nhiêu điểm sau 2 phần thi đầu tiên. 35 là điểm số của Chí Kiên. 45 là số điểm Đại Thắng đang có. 90 là điểm số của Hải Long. Và tạm thời dẫn đầu với 115 điểm là Phú Đức. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đây phút thì Phú Đức là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và hãy cùng xem ai là người tăng tốc tốt hơn cả. Số điểm các bạn thí sinh đang có những khoảng cách nhất định. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn có nội dung như sau. Miếng ghép nào còn thiếu để hoàn thiện bức tranh sau? Đại Thắng lựa chọn là miếng ghép A,
Phú Đức và Hải Long là B, Trí Kiên là C. Vâng, đây là bức tranh những cô thợ may được họa sĩ Nguyễn Phan Tránh vẽ bằng mực và bột màu trên lụa năm 1930. Và đáp án của chúng ta là... đó là hình C ạ. Người duy nhất giành được điểm 40 đó chính là Trí Kiên. Đây là một phần thi có thể thấy vô cùng gay cấn bởi vì chỉ cần một câu hỏi trả lời chính xác thôi thì thứ hạng có thể hoàn toàn thay đổi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 trong phần thi tăng tốc. Điền các sản phẩm và quá trình vào vị trí thích hợp trong sơ đồ chu trình carbon. Lựa chọn là B, C, A, D. Đó cũng là câu trả lời của Trí Kiên, Đại Thắng và Phú Đức. Là B, C, D, A. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là B, C, D, A. Phú Đức là người duy nhất giành được 40 điểm. Phú Đức hiện đang có 155 điểm và đang tạm thời dẫn đầu. Tuy nhiên điều đó cũng không thể nào cản trở tinh thần chiến đấu và vươn lên hết mình của ba thí sinh còn lại. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Tìm lần lượt các số AB để thỏa mãn quy luật của hình vẽ sau. Là 32 và 18. Phú Đức là 3 và 6, Đại Thắng là 2 và 5 và Trí Kiên là 5 7. Hải Long, bạn có vẻ rất tự tin với câu trả lời của mình. Vì sao lại là 32 và 18 ạ? Ví dụ như trên cái bảng hình tròn ở trên đây, ở hàng trên 4 x 5 bằng 20, 3 x 7 bằng 21. Ở bảng hình tròn giữa, 1 x 9 bằng 9, 3 x 2 bằng 6. Và phía đây ở hàng dưới ta có 8 x 4 bằng 32, 2 x 9 bằng 18. Và chính xác. Xin chúc mừng Hải Long. Các bạn thí sinh đang lần lượt thể hiện được thế mạnh của mình qua từng câu hỏi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích. Các bạn hãy cho biết đây là tỉnh nào? Cả dữ liệu đều cho chúng ta thấy chúng tôi đang muốn nhắc tới tỉnh mà một vùng đất được coi là đất tổ cội nguồn của Việt Nam chúng ta, Phú Thọ. Người trả lời nhanh nhất và chính xác là ở 12 giây 71, đó là câu trả lời của Phú Đức. Bạn có thêm 40 điểm, Trí Kiên có thêm 30 điểm và Đại Thắng có thêm 20 điểm. Rất tiếc cho Hải Long khi sai chính tả. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 4 câu hỏi trong phần thi tăng tốc một cách rất hứng khởi. Và bây giờ hãy cùng xem trước khi đến với phần thi về đích họ đang sở hữu số điểm như thế nào. Đại Thắng đang có 65 điểm, Trí Kiên sở hữu 105 điểm, đang có 130 điểm là Hải Long và dẫn đầu với 195 điểm là Phú Đức. Bây giờ là phần thi quyết định về đích.
Số điểm của các bạn thí sinh đang có lần lượt là 65, 105, 195 và 130 điểm. Đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 195 là Phú Đức. Bạn đã sẵn sàng đến với phần thi về đích chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Xin mời Phú Đức tiến lên phía trước. Phú Đức hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn về các câu hỏi. Em xin lựa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. Bây giờ là nội dung của câu hỏi 20 điểm đầu tiên. Loại muối sunfat của kim loại nào được sử dụng sản xuất muối tắm, làm giảm dịu cơ bắp khi sưng tấy cho con người? Mà nhỉ? Đáp án của bạn là gì ạ? Yeah, magie ạ. Magie. Và muối ở đây chúng tôi đang muốn nhắc đến là magie sunfat. Xin chúc mừng bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho Đức như sau. Hãy cho biết địa danh lịch sử nào của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ được nhắc tới trong đoạn thơ sau. Mười bát nhang hương cắm thế đủ rồi, còn hương nữa hãy dành phần cho đất. Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi, bao xương máu mới làm nên. Câu trả lời của em là đường Trường Sơn. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời bạn Hải Long. Dạ, câu trả lời của em là Đồng Lộc. Đây là những câu thơ vô cùng xúc động của tác giả Vương Trọng Trích trong bài thơ Lời Thỉnh Cầu ở Nghĩa Trang Đồng Lộc, một nơi mà đã ghi dấu ấn những hy sinh của quân và dân ta, tưởng nhớ 10 bông hoa đẹp nhất ở độ tuổi 18-20, một độ tuổi rất đẹp của đời người đã hy sinh ở lại nơi này cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ quốc. Câu trả lời của bạn được điểm. Xin chúc mừng Hải Long. Phú Đức sẽ đến với câu hỏi thứ 3 của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ có ạ. Chúc Phú Đức thành công với lựa chọn này. Vòng quay mặt trời tại Hạ Long gồm 64 cabin. Mỗi vòng quay kết thúc trong vòng 15 phút. Hỏi trong 5 phút, vòng quay đó quay được một góc bao nhiêu độ? Bao nhiêu ạ? 120 ạ. Bạn đã tính như thế nào? Dạ, trong 15 phút thì sẽ quay hết một vòng và trong 5 phút thì sẽ 1/3 của chu kỳ quay đó và sẽ là 360/3 là 120 vòng. À, 120 độ ạ. Do vòng quay kết thúc trong 15 phút nên khi vòng quay chuyển động được trong 5 phút theo chiều kim đồng hồ thì góc quay sẽ là -5 nhân với 360 chia 15 là bằng -120 độ và đáp án chính xác là 120 độ, đúng vậy. Rất quyết đoán và chúc mừng bạn vẫn là vị trí tạm thời dẫn đầu, Phú Đức 235 điểm. Các bạn thí sinh còn lại đã rất sẵn sàng để bấm chuông. Xin mời. Xin mời Phú Đức hãy đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời của em là nhà sĩ Trần Công Sơn. Vì sao bạn lại đưa ra câu trả lời này ạ? Em thấy có từ cạc bụi thì anh nghĩ là sẽ là bài cạc bụi cuộc đời, là cạc bụi gì đấy của Trần Công Sơn. Những câu thơ này được trích trong bài thơ Nhạc Trịnh của nhà thơ Anh Ngọc. Xin chúc mừng bạn, đó là đáp án Trịnh Công Sơn, được dành thêm 20 điểm. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời Đức đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của em là Liên minh châu Âu. Bạn sẽ tiếp tục dẫn đầu, xin chúc mừng Đức. Chủ nhân của vòng nguyệt quế ngày hôm nay mang lại niềm tự hào cho truyền quốc học Huế, đó là Phú Đức với 275 điểm.